Mến chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách làm miến xào. Đây là món ăn rất được ưa chuộng. Dùng để ăn sáng hoặc đổi bữa trong những ngày ăn chay, thích hợp mọi lứa tuổi. Nhưng làm sao để miến không bị dính chùm thì hôm nay mình sẽ bật mí giúp bạn. Miến sợi nào ra sợi đó, trông rất hấp dẫn. Còn chờ gì nữa, vào bếp thực hiện thôi nào. Mình sử dụng miến rong, có bán ở Bách Hóa Xanh hoặc các quầy tạp hóa. Sợi miến dai nên mình cắt ra làm đôi. Ngâm với nước ấm 15 phút. Một bịch nấm linh chi. Nấm linh chi có hai loại, loại trắng và đen. Mình sử dụng loại trắng. Cắt bỏ chân nấm. Tách ra từng nấm và rửa sạch. Sau đó vớt ra rổ cho ráo nước. Miến mình cũng vớt ra cho vào cái dây. Đổ bỏ nước đi, rồi cho vào cái bát. Trộn một muỗng dầu tỏi. Các bạn có biết tại sao phải cho dầu vào không? Bật mí luôn nè, đây là bí quyết để miến sau khi chúng ta xào sẽ không bị dính vào nhau. Sợi miến tơi ra, bóng láng, để lâu không có bị khô. Cà rốt cắt khúc. Cắt miếng vừa ăn, không dày cũng không mỏng. Sau đó, cắt sợi. Các bạn thấy video hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Có những thắc mắc gì hay bạn muốn kênh làm món gì tiếp theo, cứ comment cho mình nhé. Hành lá cắt khúc. Bạn nào không ăn ngũ vị tân thì thay thế hành ba rô. Tiếp theo, mình bằm tỏi cho nhuyễn.
cho dầu vào chảo. Sau đó phi thơm tỏi. Tỏi ngả màu vàng. Bắt đầu xả nấm linh chi. Nấm sẽ tiết ra rất nhiều nước, nên khi xào, các bạn đừng bỏ thêm nước nữa nhé. Như vậy, nấm sẽ giữ độ ngọt tự nhiên. Khi nấm gần chín, cho vào ít hạt nêm, nửa muỗng đường. Các bạn cứ nêm theo khẩu vị mình nha. Cho tiếp cà rốt vào xào chung. Cà rốt chỉ xào sơ, chín quá không giữ được độ giòn, ăn không ngon. Sau cùng, mình cho hành lá, miến vào xào chung. Hạ lửa nhỏ, miến sẽ chín từ từ. Khi bạn để lửa lớn, miến dễ bị mềm nhũn. Trộn nhanh tay rồi tắt bếp. Khi ăn, bạn rắc thêm tiêu nữa nhé, dùng với nước tương rất ngon. Từng sợi miến rời ra, không hề bị dính, vón cục, các bạn cứ làm theo cách của mình, đảm bảo sẽ thành công. Từ đây mình có thể tự nấu tại nhà, thiết đãi bạn bè và người thân. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.